Mới đây, mạng xã hội xôn xao với ý kiến của nghệ sĩ Vũ Luân và Hồng Loan, con gái của nghệ sĩ Vũ Linh, đặt vấn đề về hợp đồng truyền thông liên quan đám tang nghệ sĩ Vũ Linh diễn ra đầu tháng 3. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, nghệ sĩ Vũ Luân cho biết. Anh không có diễn biến, mà BH cũng đang tỏ cho anh một cái bài. Là không có diễn biến gì hết, là do BH ký với lại bên Hồng Phượng thôi. Ngày nó không có diễn biến gì tới anh Vũ Luân. Tại vì nó là một cái kênh để quảng bá, để bảo vệ nó cho nghệ sĩ Vũ Linh trong cái đám tang thôi. Cái lý do mục đích Hồng Phượng ký là ký như vậy, chứ không có ký để cái mục đích là kinh doanh, là Hồng Phượng là cái người phải chịu trách nhiệm về vấn đề này. Yeah. Và mãi tới bây giờ đám tang của bao qua 2 tháng Hồng Phượng cũng không lên một tiếng nào á. Yeah. Anh phải lịch ký. Bên cạnh đó, chị Hồng Loan, con gái hợp pháp của nghệ sĩ Vũ Linh nói: "Tôi là con gái của ba, nhưng Hồng Phượng ký hợp đồng truyền thông mà không hề cho tôi biết." Trong chiều ngày 20 tháng 5, ca sĩ Hồng Phượng cũng đã lên tiếng trên trang cá nhân. Cô cho biết đại diện gia đình bàn về việc hợp tác truyền thông để bảo vệ hình ảnh cho nghệ sĩ Vũ Linh trong đám tang, chứ không phải vì mục đích kinh doanh. Trong nội dung hợp đồng hoàn toàn là những cái bảo vệ hình ảnh cho cái đám tang của cậu, và những cái gì mà nếu như ở bên ngoài mà không tin sai lời thì BH sẽ là người để mà chính chỉnh lại cái việc đó. Là trong nội dung hợp đồng thì bên em cũng đang làm đúng và bên chị cũng chẳng có gì sai. Như lúc đầu chị đã nói với em đúng không, thì cái tiền đó là chị muốn là em sẽ đưa qua cho gia đình, để mà đưa tiền mặt luôn, để mà rõ ràng mạch lạc từ cái đối tác và phần tiền luôn đó, thì nó rất là rõ ràng như thế này. Cái phần tiền này chị nói rõ với em lúc đầu là chị nói là chị muốn là để lo phần mộ cho cậu, và sắp tới đây là 100 ngày của cậu đúng không em?